Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình 8 cây sam hương mini nha cô chú anh chị. Mini hàng để bàn nha. Nhỏ gọn rất là dễ thương ha. Đã được lên chậu rồi nha. Đây, đem xe tổng quan về dòng cô chú anh chị nha, xem ha. Được lên chậu gớm ha. Rồi. Cây nhìn nó rất là hay cưng luôn, nhỏ xíu à. Đây, số 1 nha cô chú anh chị. Này, cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Có tí xíu rồi ha. Đây, phơm tàn đây, chính phơm nha. Quá tí kịp. Đi theo đó kia thật lát luôn nè. Cốt càng to xẹo ở đây cuốn cũng khá tốt rồi. Có chút xíu à? Có tí xíu à, sườn dưới này ha. 350 là bao ship bao chậu luôn nha cô chú. Bao ship bao chậu nha cô chú anh chị. Thấy cưng lắm nha. Rồi để em xây về dòng rồi em sẽ báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Bao ship mà bao chậu tính ngay cây còn không có nhiêu nữa nha. Rồi sẽ báo thông số mã số 1 nha. Cái hoành, tổng hoành của cái cũ dưới đây là 12. Hoành eo, hoành eo trên đây lùng quá không đo được hoành eo, em sẽ đánh ngón tay cái em nha. Đây hoành eo ngón tay cái em này nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 8 ha. Hết tay ngang, hết tay ngang là 13 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây sam hương luôn ha. Cây này vô cái chậu nhìn thấy cưng quá. Cây hừng chậu già. Đi theo lối cây thật lát luôn nha. Đây đem xây về dòng của chú anh chị mình xem ha. Cây thấy cưng lắm nha. Mini để bàn nha cô chú anh chị. Đây. Đó, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Đó, mã số 2 nha. Mặt trước và mặt sau ở đây. Sau ở đây. Phơm tàn đây cô chú anh chị. Nó phơm tàn đây ha. Sườn bên dưới nó đây. Đó. Chậu mỏng, mini chậu mỏng luôn nha. Rồi đem xe về dòng nữa để em báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi báo thông số mã số 2 nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây á là dưới cái cục này. 8 hay 8? 8 rồi, 9 rồi, 8 rồi, dưới cái cục nu rồi đây. Hoành gốc là 8. Chiều cao của cây á là 9. Hết tay ngang, hết tay ngang là 15. Thì mã số 2 này cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cái cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cây sam hương luôn ha. Để em xem tổng quan về dòng của chú anh chị mình xem nha. Cây này cốt cành khá to luôn nha cô chú anh chị. Hàng mini nha. Cây dáng đẹp quá ha. Dáng hộp hộp. Để em xem. Rồi đem cầm lên cho cô chú anh chị mình xem đây. Nhỏ gọn nha. Cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Đây, cái phơm tàn nó đây. Kính phơm nha. Sườn mình dưới nó đây. Cốt cũng khá to so với thân cây. Cốt khá to nha. Mã số 3 ha. Rồi để em xây dòng nữa để em báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ báo thông số mã số 3 nha. Đây, cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 10 nha. Chiều cao của cây. Nhìn quá tuyệt. Chiều cao của cây là 9. Hết tán nha. Hết tán ngang là 15. Thì mã số 3 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Cây này nó thấy cái sâm hương mà nó có cái điều đó. Rồi em sẽ tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Mã số 4 nha. Thân nó co rất là duyên ha. Cưng. Phong cây nó đẹp. Rồi bây giờ em sẽ cầm lên tay cho cô chú anh chị mình xem đây. Nè. Nhỏ gọn ha. Thân lắc rất là duyên ha. Phơm tàn nó đây. Xương bên dưới nó đây. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành cũ nó dưới đây. Cái hoành cũ nó dưới đây là 12. Cái hoành eo. Cái hoành eo nó trên đây. Hoành eo nó trên đây là 7. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10 ha. Hết tán ngang là 14 nha. Đây. Thì mã số 4 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình á.
là 350k luôn nha, là nhà vườn bên em bao ship trái cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Gốc to thì cũng đi theo lối cây thật lắc luôn nha. Rồi đem sẽ tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Mã số 5 nha. Phơm tàn chính phơm luôn á. Đây. Đó, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Thấy cưng lắm nha. Đó, rất là dễ thương, hàng mini để bàn ha. Đây mặt trước, đây mặt sau đây. Xương bên dưới đó nè. Rồi cái phơm tàn nó đây. Chính phơm ha. Rồi để em xây dòng nữa thì em báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 5 ha. Đây cái hoành gốc. Cái hoành gốc nó đây á là 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 9 luôn ha. Hết tán ngang. Hết tán ngang là 14. Thì mã số 5 thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình á là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Nghe cuốn khá thẹo luôn. Cuốn thẹo mà cây nhìn nó duyên lắm nha. Đế nó quấn người ta đây. Phơm tàn mình. Mấy cái nhịp lắc nhìn đã. Nè, em sẽ tổng quan dài dòng cho cô chú anh chị mình xem mã số 6 nha. Đó, cây cuốn kính sẹo mà cắt luôn nha cô chú anh chị. Đây. Phơm tàn. Cưng không? Đây. Đó. Mã số 6 nha. Mặt sau đây. Mặt sau đây ha. Phơm tàn. Xương bên dưới đây. Nhìn cốt cũng khá to nha cô chú anh chị. Căng cái cây luôn á. Đây. Rồi để em xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã số 6 nha. Cái hoành gốc. Tổng hoành của củ đế nó dưới đây á là 11 rưỡi tới 11 rồi ha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 9. Hết tán ngang. Hết tán ngang là 16. Thì mã số 6 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó, là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 7 nha. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 còn là một cây sam hương luôn ha. Này gốc to ạ. Gốc to nha. Đây em sẽ tổng quan dài dòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Hoành to phơm kín nha. Đây. Cầm gọn lòng bàn tay luôn nha cô chú anh chị. Mã số 7 nha. Cái phơm tàn nè. Kín phơm ha. Xương bên dưới đây. Rồi em sẽ xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 7 nha. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã số 7 nha cô chú anh chị. Đây cái hoành. Hoành gốc nó đây là 11. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 9. Hết tán ngang nó là 17 nha. Thì mã số 7 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 8 nha. Rồi em lên tiếp mã số 8 nha cô chú anh chị. Số 8 cũng là một cái sam hương luôn nha. Cái này phơm tán cây đẹp lắm. Sam hương tuyệt lắc nha cô chú anh chị. Phơm kín phơm luôn. Em sẽ tổng quan dài dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Mình phơm ra phơm tam giác luôn á. Già cây lắm nha. Em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha cô chú anh chị. Số 8 cây rất là đẹp ha. Phơm đây. Kính phơm, xương bên dưới nữa đây. Đó, cầm à. Trước mặt sau đây ha. Rồi em xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã số 8 nha. Đây cái hoành. Hoành gốc nó đây là 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10 ha. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 20 nha. Thì mã số 8 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Thì mã số 8 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều.